Xin gửi lời chào cuối tháng tới tất cả quý vị và các bạn. Quý bạn và các vị đang tới với bản tin thể thao của Khán Đài Online được phát sóng hàng ngày vào lúc 11 giờ sáng. Trước khi đến với những tin chính sẽ có mặt trong bản tin ngày hôm nay, đừng quên nhấn đăng ký và thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video mới nhất nào của chúng tôi. Thêm 2 cầu thủ dương tính vì Covid-19. Huấn luyện viên Park Hang-seo ủng hộ 5.000 đô phòng chống dịch Covid-19. Văn hậu bị kỳ thị ở Hà Lan. Bayern Munich có nguy cơ mất đội trưởng Manuel Neuer. Cầu thủ nói không, Barca lao đao vì Covid-19. MU cắn răng trả cổ động viên 170 tỷ vì đại dịch Covid-19. Khi chuyển nhượng mùa hè có thể kéo dài đến 7 tháng. Tấm khứ Kepa, Chelsea chơi mộng ngôi sao số 1 của Bayern. Thêm 2 cầu thủ dương tính vì Covid-19. Cụ thể, câu lạc bộ thuộc xứ Catalonia là Girona vừa ra thông báo họ đã xác nhận có một cầu thủ đội 1 của đội bóng này đã dịch Covid-19. Trước đó, Girona cho hay có một thành viên thuộc ban huấn luyện đội bóng này cũng đã xác định dương tính vì Covid-19. Cũng theo Girona, có 2 cầu thủ thuộc đội 1 của đội bóng này cũng có những triệu chứng nhiễm Covid-19. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, kết quả xét nghiệm của cả 2 đều đã âm tính. Và cũng mới đây, giám đốc điều hành của Brighton, ông Paul Pogba cũng xác nhận một cầu thủ của câu lạc bộ này đã dương tính với Covid-19. Ông Paul Pogba cho biết thêm, Brighton chỉ xác nhận với những thành viên có triệu chứng nhiễm loại virus nguy hiểm này. Trong 3 trường hợp phải xét nghiệm, có một người nhiễm virus này nhưng sức khỏe vẫn ổn định. Huấn luyện viên Park Hang-seo ủng hộ 5.000 đô phòng chống dịch Covid-19. Dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp và lan rộng ra trên toàn thế giới. Hiện tại, Việt Nam vẫn đang kiểm soát tốt dịch bệnh. Nhưng để đẩy lùi được đại dịch này thì cần sự chung tay của các cá nhân, tổ chức và toàn xã hội. Chiều ngày 26 tháng 3, huấn luyện viên Park Hang-seo đã hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bằng cách ủng hộ 5.000 đô cho quỹ phòng chống dịch Covid-19. Chia sẻ với truyền thông, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, hiện nay Việt Nam và các quốc gia khác trên toàn thế giới đang vất vả chống lại đại dịch Covid-19. Thời gian qua, tôi cũng chỉ có thể đi lại từ nhà đến văn phòng của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, hạn chế ra ngoài và giữ khoảng cách xã hội. Hôm nay, tôi có mặt ở đây là để góp một phần dù nhỏ bé, nhưng hy vọng tôi sẽ động viên, an ủi một phần đến những người chịu đau khổ và chịu ảnh hưởng trực tiếp đến kế sinh nhai do dịch bệnh gây ra. Sau này, nếu có thể giúp đỡ việc khác, tôi sẽ tích cực tham gia. Chúng ta hãy cố hết sức cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh. Trước khi ủng hộ tiền, chuyên gia người Hàn Quốc cũng tham gia tích cực vào các hoạt động để đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 do Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế thực hiện. Văn Hậu bị kỳ thị ở Hà Lan. Đoàn Văn Hậu đang chơi bóng cho SC Heerenveen với bản hợp đồng cho mượn từ Hà Nội FC. Hiện tại, giải bóng đá vô địch quốc gia Hà Lan đã tạm hoãn do diễn biến khó lường của dịch Covid-19. Mặc dù không được ra sân chơi bóng nhưng đoàn Văn Hậu vẫn tự tập luyện và rèn luyện sức khỏe ở nhà bằng cách đạp xe hay tâng bóng. Hậu vệ quê Thái Bình cũng tham gia phong trào kêu gọi mọi người vệ sinh sạch sẽ, có ý thức tốt để đẩy lùi dịch Covid-19. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, đoàn Văn Hậu đã kêu gọi người hâm mộ chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Anh viết, mỗi người trong chúng ta hãy có ý thức tốt hơn để cùng nhau đánh bại Covid-19. Tôi yêu Việt Nam. Trong bài đăng của Văn Hậu có kèm bức ảnh anh cầm cờ Tổ quốc nhưng lại không đeo khẩu trang. Điều này khiến người hâm mộ tò mò và tỏ ra lo lắng cho tuyển thủ quốc gia Việt Nam. Bởi vậy, Văn Hậu đã phải giải đáp thắc mắc. Dưới phần bình luận, cầu thủ sinh năm 1999 tiết lộ sự thật đáng lòng ở Hà Lan đó là: xin lỗi mọi người, ở bên này đeo khẩu trang người ta sẽ nói mình bị bệnh và kỳ thị. Nếu ở Việt Nam, mình sẽ vẫn đeo khẩu trang bình thường. Văn Hậu đầu quân cho SC Heerenveen ở kỳ chủ nhiệm mùa hè năm 2019, nhưng cầu thủ này mới được ra sân một lần ở đội 1 ở đấu trường cúp quốc gia Hà Lan. Tuy nhiên, hậu thường xuyên được chơi bóng ở đội trẻ nên vẫn duy trì được nền tảng thể lực và phong độ tốt. Bayern Munich có nguy cơ mất đội trưởng Manuel Neuer. Hôm nay, Manuel Neuer chính thức bước sang tuổi thứ 34, nhưng anh vẫn là sự lựa chọn số 1 không thể bàn cãi trong khu gỗ Bayern Munich. Không chỉ là chỗ dựa đáng tin cậy về mặt chuyên môn, thủ môn người Đức còn là đội trưởng hùng sáng với tầm ảnh hưởng rất lớn ở trong phòng thay đồ. Đó là lý do Bayern muốn giữ chân Neuer bất chấp việc họ đã tìm được người thay thế ai trong tương lai. Đó là Alexander Nubel, người gác đền 23 tuổi này đã được coi là Neuer 2.0 của nước Đức và sẽ cập bến Allianz Arena theo dạng chuyển nhượng tự do vào hè này. Thời điểm anh sẽ hết hạn hợp đồng với Schalke 04. Hợp đồng của Neuer chỉ có thời hạn đến tháng 6 năm 2021 và Bayern đã phải làm việc suốt nhiều tháng qua để thuyết phục người gác đền
số 1 ký một giao kèo mới. Thế nhưng quá trình đàm phán lại đang bị trì trệ vì Neuer muốn một bản hợp đồng dài hạn nhưng Bayern lại từ chối. Bởi ngoài vấn đề tuổi tác của thủ thành này, thì khía cạnh tài chính cũng khiến họ rẻ rạt trên bàn đàm phán. Manuel Neuer hiện nhận tới 15 triệu euro một mùa, mức thu nhập thuộc hàng top ở sân Allianz Arena, chỉ thua Robert Lewandowski và Philippe Coutinho. Theo The Sport Bin, có khả năng Bayern sẽ thất bại trong việc gia hạn hợp đồng với Neuer nếu không chịu nhượng bộ. Trong trường hợp không thể thuyết phục thủ thành người Đức ký giao kèo mới, Hùm Giám sẽ mất trắng Anh vào mùa hè 2021. Ngoài Neuer, Bayern còn đang đối mặt với viễn cảnh mất các trụ cột khác như Thomas Müller, David Alaba và Thiago Alcantara. Bộ ba này cũng sẽ bước vào 12 tháng cuối cho hợp đồng với đội bóng chủ sân Allianz Arena sau ngày 30 tháng 6 tới đây. Cầu thủ nói không, Barca lao đao vì Covid-19. Ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid-19 đã khiến hệ thống bóng đá thế giới bị tê liệt. Rất nhiều câu lạc bộ bóng đá đã phải cắt và giảm lương của các cầu thủ để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Barcelona cũng vậy. Đội bóng xứ Catalan đã lên kế hoạch giảm lương cho đội hình một để đảm bảo cán cân tài chính cho những mùa giải kế tiếp. Kế hoạch của Barca nằm trong quy định của chính phủ Tây Ban Nha. Theo quy định làm việc tạm thời trong bối cảnh Covid-19 không ngừng lây lan, các cầu thủ bóng đá sẽ bị cắt 70% lương khi không ra sân thi đấu. Mức cắt giảm trên là quá lớn. Vì vậy, theo tờ AS, các cầu thủ Barca đã phản đối kế hoạch này. Đội bóng xứ Catalan chưa đưa ra thông tin chính thức nhưng họ đã gọi điện đàm phán riêng với từng cầu thủ trong thời gian qua. Các ngôi sao lớn đặc biệt sẽ không chấp thuận vì mức thu nhập của họ sẽ giảm rất mạnh. Trước quan điểm của cầu thủ, chủ tịch Josep Bartomeu buộc phải tính đến phương án mềm dẻo hơn. Ông sẽ cân nhắc bổ sung thêm khoản bồi thường để mức cắt giảm lương không vượt quá 50%. Nhưng bù lại, các cầu thủ của đội bóng đá phải có trách nhiệm kiếm nhiều tiền hơn các đội thể thao khác. Dù thế nào, Barca cũng phải đối mặt với một bài toán khó về tài chính bởi hiện tại họ đang là một trong những câu lạc bộ gánh quỹ lương cao nhất thế giới bóng đá. Chỉ tính riêng trường của Lionel Messi, ngôi sao này đã hưởng lương hơn 1 triệu euro một tuần tại Camp Nou. MU cắn răng trả cổ động viên 170 tỷ vì đại dịch Covid-19. Real Madrid mùa giải 2019-2020 có 9 vòng đấu nữa mới khép lại. Tuy nhiên, giải đấu số 1 nước Anh phải tạm hoãn trong thời gian qua vì đại dịch Covid-19. Nếu đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và không thể kiểm soát thì kết quả của Real Madrid mùa này có thể bị hủy bỏ. Nếu tình hình khả quan hơn, 9 vòng còn lại có thể phải thi đấu trong sân vận động không có khán giả. Bất cứ trường hợp nào kể trên xảy ra đều khiến các club của Real Madrid thiệt hại lớn về tài chính. Họ sẽ thất thu về tiền bán vé và nhiều khoản thu khác. Trong số các đội bóng Anh, MU là câu lạc bộ chịu tổn thất hơn cả. MU là một trong những đội bóng có lượng cổ động viên sở hữu vé cả mùa nhiều nhất Premier League với 50.000 người. Theo tờ The Sun, trung bình mỗi trận trên sân nhà Old Trafford, quỷ đỏ sẽ bỏ túi khoảng 1,5 triệu bảng tiền bán vé cho cổ động viên giữ vé cả mùa. Ở 9 vòng đấu còn lại, đội quân của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer sẽ đá 4 trận trên sân nhà. Như vậy, nếu kết quả Premier League bị hủy hoặc phải đá những trận còn lại trên sân vận động không khán giả, quỷ đỏ sẽ phải hoàn lại số tiền vé cho cổ động viên giữ vé cả mùa lên tới 6 triệu bảng, tương đương với gần 170 tỷ đồng. Đây là thiệt hại không nhỏ trong thời điểm các đội bóng châu Âu đang lao đao về tài chính vì đại dịch Covid-19. Kỳ chuyển nhượng mùa hè có thể kéo dài đến 7 tháng. Theo Telegraph, FIFA đang xem xét về việc kéo dài thời gian của kỳ chuyển nhượng. Điều này có nghĩa là các bản hợp đồng có thể được hoàn thành từ tháng 7 đến hết tháng 1. Nếu FIFA chốt phương án này, các câu lạc bộ thoải mái mua cầu thủ hơn khi mùa giải kết thúc và tiền bán quyền truyền hình đã được thanh toán. Việc các giải đấu chưa rõ ngày trở lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng khiến các ông chủ đội bóng phải tính toán đến những phương án đổ thêm tiền để giải quyết một số vấn đề như lương cầu thủ, nhân viên và chuyển nhượng. Phương án kéo dài thời gian chuyển nhượng có thể giúp các đội bóng có những toan tính đầu tư lâu dài và phù hợp hơn. Tuy nhiên, Telegraph cho biết phương án này chỉ mới nằm ở mức ý tưởng bởi FIFA không coi vấn đề chuyển nhượng là ưu tiên hàng đầu. Từ báo Anh cũng cho biết họ sẽ theo dõi và đặt thêm nhiều câu hỏi với FIFA về vấn đề chuyển nhượng. Tống khứ Kepa, Chelsea chưa mộ ngôi sao số 1 của Bayern. Dù Chelsea đang từng bước cho thấy sự tiến bộ trong mùa giải vừa qua, song để có thể giúp Chelsea nhanh chóng chạm đến mức vinh quang ở đấu trường quốc nội và châu lục, huấn luyện viên Frank Lampard cần có trong tay nhiều sự bổ sung chất lượng hơn, trải đều khắp các tuyến. Trong đó, vị trí thủ môn đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Hè năm 2018, Chelsea đã bỏ ra khoản tiền lên tới 80 triệu euro để chiêu mộ thành công thủ thành Kepa từ Athletic Bilbao, với kỳ vọng anh sẽ tiếp tục phát huy những màn trình diễn xuất sắc và trở thành chốt chặn đáng tin cậy trước khung gỗ đội nhà. Tuy nhiên, trong mùa giải này, Kepa bất ngờ cho thấy sự sa sút đáng kể về mặt phong độ và bị Lampard cất trên băng ghế dự bị 4 trận đấu trong tháng 2. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ Sport Bin, cơn ác mộng đối với thủ thành 25 tuổi vẫn chưa dừng lại ở đó. Chelsea hiện đang muốn thực hiện động thái chiêu mộ Manuel Neuer, người đang hiện giữ tầm băng thủ quân bên phía Bayern Munich. Hiện tại hợp đồng của Neuer tại Allianz Arena chỉ còn thời hạn đến năm 2021 và Hùm Sám đã gặp khó khăn trong việc gia hạn hợp đồng với anh.